Kính thưa quý vị, như Thanh Niên đã đưa tin, chỉ từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7, tại Hà Nội đã xảy ra hai vụ cháy lớn trong đêm khiến 6 người tử vong. Vậy làm sao để ngăn ngừa những vụ hỏa hoạn có thể xảy đến với mỗi gia đình? Mới đây, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Bộ Công an đã hướng dẫn những biện pháp sàng lọc nguy cơ cháy nổ xảy ra ở mỗi gia đình. Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. Kính mời quý vị và các bạn truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.